Toàn thể quý vị, từ khi sinh ra và đánh dấu sự có mặt của mình trên hành tinh này, con người ta đã mang cho mình những hoài bão, những ước mơ, khát vọng của sức khỏe, khát vọng của tri thức, khát vọng để xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc. Kính thưa quý vị, bên cạnh sự giáo dục của nhà trường, của gia đình và xã hội với đầy đủ các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau thì có thể nói âm nhạc, văn hóa, văn nghệ chính là liều thuốc, tinh thần đầy hữu ích. Âm nhạc cho ta tâm hồn trong sáng, âm nhạc cho ta biết yêu thương những điều tốt đẹp nhất, yêu cha mẹ, yêu gia đình, yêu quê hương và Tổ quốc. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu và những vị khách quý, kính thưa toàn thể anh chị em thành viên trong và ngoài câu lạc bộ, cũng như chúng ta đã biết, văn hóa, văn nghệ là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta. Đặc biệt là những người yêu đam mê âm nhạc như các anh chị em có mặt tại đây, cũng như anh chị em có mặt trên đường này. Kính thưa toàn thể quý vị, âm nhạc là lương thực, là món ăn tinh thần của chúng ta chỉ sau tình yêu. Thật vậy. Và chúng ta cần có âm nhạc trong cuộc sống và tình yêu gần như mọi lúc, lúc vui, lúc buồn, lúc đau khổ hay hạnh phúc thì tất cả cần đến âm nhạc. Âm nhạc làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn, làm cho tình yêu thêm cháy lòng và rực lửa. Kính thưa toàn thể quý vị, anh chị em thân mến, âm nhạc làm cho chúng ta siết lại gần nhau hơn, là sợi dây gắn kết con người với con người, và đây cũng chính là câu lạc bộ gắn kết yêu thương được thành lập và tròn 2 năm tuổi. Là dịp để những người yêu âm nhạc giao lưu, học hỏi và chia sẻ trong lĩnh vực ca hát. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, với sự thống nhất của ban lãnh đạo ngày 4 tháng 10 năm 2020, sự hình thành, duy trì và phát triển đến ngày 4 tháng 10 năm 2022. Câu lạc bộ tròn 2 năm tuổi, tuy nhiên để anh chị em tham gia sinh nhật được đông vui hơn, hôm nay ngày 9 tháng 10 năm 2022, câu lạc bộ long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm mừng sinh nhật 25 câu lạc bộ gắn kết yêu thương. Vâng, về dự tham gia giao lưu văn nghệ mừng sinh nhật trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng và giới thiệu sự nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của quý vị đại biểu, những vị khách quý và các câu lạc bộ bạn. Về phía câu lạc bộ gắn kết yêu thương, xin trân trọng giới thiệu chủ tịch chị Trần Hà Vi. Xin một tràng pháo tay ạ. Kính thưa quý vị, anh Phó Chủ tịch Cần Nguyễn ạ. Chị Phó Chủ tịch Hồng Vân. Anh Cố vấn Xuân Chu. Và các câu lạc bộ bạn về tham dự, có câu lạc bộ Tình Bạn Hà Nội, câu lạc bộ Nhịp Cầu Kết Nối Đam Mê, câu lạc bộ Sông Tích, câu lạc bộ G7X, câu lạc bộ Hà Tây Quê Hương. Xin được chào đón câu lạc bộ Hát Vì Đam Mê, câu lạc bộ Bài Ca Đi Cùng Năm Tháng, câu lạc bộ Giọng Ca Vàng Hải Phòng và câu lạc bộ Hoa Sữa Thủ Đô. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón ạ. Vâng, và sau đây xin mời chị Chủ tịch Hà Vi nên có đôi lời phát biểu và khai mạc chương trình ạ. Dạ vâng, xin được cảm ơn những lời phát biểu chân thành từ sâu thẳm trái tim mình đến từ quản trị viên Tài Anh kiêm MC trong ngày hôm nay. Một tràng tay thật lớn dành tặng cho MC Tài Anh quý vị. Và thưa quý vị, thưa toàn thể quý vị khách quý, anh chị thân mến, hôm nay sum họp chúc mai, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn biển được sinh ra một nhà, đó chính là ngôi nhà gắn kết yêu thương, và ngôi nhà đó dành riêng cho tất cả anh chị em chúng ta có chúng.
niềm đam mê, một món ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi trái tim con người. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, ngày hôm nay câu lạc bộ Gánh Yêu Thương đã rất là vinh dự được chào đón toàn thể quý vị anh chị khách quý cũng như toàn thể các bạn các em thành viên hội viên trong câu lạc bộ cũng như ngoài câu lạc bộ đã không quản ngại đường xá xa xôi, thời tiết mưa gió mà đã dành tình cảm yêu thương đặc biệt cho câu lạc bộ Gánh Yêu Thương nói chung, Vi Hà nói riêng. Vi Hà rất là cảm động, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa ban tổ chức, ban lãnh đạo, ban quản trị, thưa toàn thể anh chị em hội viên thân mến. Ngày nay chúng ta đang sống và làm việc của thời đại 4.0. Vì vậy chúng ta đã và đang thưởng thức được rất nhiều những món ăn đặc sản cao cấp từ mọi miền và những món ăn thật giản đơn, bình dị. Đôi khi có anh chị được thưởng thức, có anh chị thì chưa, bởi xã hội còn chưa được như ý. Nhưng duy nhất có một món ăn này thì cho dù anh sang giàu, em nghèo khó cũng bình đẳng như nhau, đó chính là món ăn tinh thần. Và món ăn tinh thần đó không thể thiếu được trong mỗi chúng ta, bởi món ăn tinh thần đó nó đáng giá đến vô cùng. Nó làm cho con người chúng ta được trẻ hóa, được sảng khoái, yêu đời mỗi sáng thức dậy đón ánh bình minh. Thưa quý vị, để có món ăn tinh thần đó được gìn giữ theo thời gian, phải có những tấm lòng nhiệt huyết, sự đam mê cháy bỏng của tất cả chúng ta. Chính vì vậy, câu lạc bộ Gánh Vác Yêu Thương đã quyết định xây dựng sân chơi của nền móng âm nhạc, dành thẳng tới toàn thể quý vị anh chị em cùng chung niềm đam mê để thỏa sức đam mê của mình. Câu lạc bộ Gánh Yêu Thương chúng em ra mắt ngày 4 tháng 10 2020, đến nay đã được 2 năm tuổi. Câu lạc bộ chúng em còn non trẻ, xin được học hỏi quý anh chị đi trước truyền đạt lại cho chúng em được vững bước lên từng ngày. Thưa quý vị, ngày hôm nay câu lạc bộ Gánh Yêu Thương đứng trong đội ngũ 16 câu lạc bộ, và câu lạc bộ Gánh Yêu Thương chúng em có 19 anh chị em. Vì vậy chúng em sẽ có rất là nhiều thiếu sót, rất mong quý vị anh chị hãy lượng thứ cho chúng em. Thưa quý vị, câu lạc bộ Gánh Yêu Thương của chúng em tuy rằng non trẻ nhưng đã được lọt vào top danh sách 16 câu lạc bộ. Anh chị đi trước dìu dắt, quả thật là chúng em rất vui và tự hào của nền móng âm nhạc. Ngày hôm nay câu lạc bộ Gánh Yêu Thương đại diện út em sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ lòng anh chị đi trước truyền đạt lại cho chúng em. Trong suốt 2 năm qua, câu lạc bộ Gánh Vác Yêu Thương của chúng em luôn tỏa sáng ánh đèn trên sân khấu, chào đón giao lưu rất sôi nổi không ngừng. Anh chị em đoàn kết xây dựng câu lạc bộ Gánh Vác Yêu Thương, tổ chức thăm hỏi cha mẹ già và hạnh phúc của các con yêu. Nay để ôn lại những khoảnh khắc đẹp đó, ban tổ chức, ban lãnh đạo cùng 1.700 thành viên đã quyết định tổ chức sinh nhật câu lạc bộ Gánh Vác Yêu Thương lần thứ 2. Với đầy nhiệt huyết, đam mê, cháy bỏng. Và lời cuối, em Vi Hà sẽ được thay mặt ban tổ chức, ban lãnh đạo, ban quản trị cùng toàn thể hội viên yêu quý câu lạc bộ Gánh Vác Yêu Thương xin được chân thành cảm ơn tới toàn thể quý vị, anh chị, các bạn, các em từ mọi miền đã trở về tại nhà hàng cà phê Đam Mê trong buổi sáng ngày hôm nay để chung vui và chúc mừng cho câu lạc bộ Gánh Vác Yêu Thương sinh nhật lần thứ 2 được thành công tốt đẹp. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng, và về dự chương trình ngày hôm nay thì như MC Tài Anh vừa có nói, đã giới thiệu tới toàn thể quý vị, anh chị, các bạn có tất cả là 9 câu lạc bộ có mặt hiện diện tại buổi sáng ngày hôm nay. Còn một số câu lạc bộ thì anh chị bận không về được kịp, cũng rất là mong anh chị chúng ta lượng thứ. Và ngày hôm nay thì trong ban quản trị chúng em có đầy đủ 19 anh chị em trong ban quản trị. Và đặc biệt điều hơn nữa, ngày hôm nay Vi Hà rất là vinh dự và xúc động trước tình cảm của toàn thể quý vị anh chị đã dành tình cảm yêu thương cho Vi Hà và câu lạc bộ ngày hôm nay. Trong câu lạc bộ của chúng em ý, trong suốt 2 năm qua, chúng em rất là vui và tự hào. Trong ban quản trị chúng em thì có em Vi Hà là chủ tịch câu lạc bộ và luôn luôn đồng hành sát cánh bên em, đó là chị Phó Chủ tịch Hồng Vân và anh Phó Chủ tịch Cần Nguyễn cũng như
19 anh chị em quản trị viên, chúng em đã luôn luôn sát cánh bên nhau để cùng nhau chia vui, chia buồn với nhau và cùng nhau xây dựng, tương tác, đón nhận rất là nhiều những tình cảm từ quý vị đến với chúng em. Mặc dù chúng em không được như ý nhưng mà cũng rất là vui bởi vì anh chị đều đã thông cảm cho chúng em rồi ạ. Và ngay bây giờ thì cho phép em xin được mời em MC Tài Anh trở lại sân khấu sẽ chào đón toàn thể ekip trong ban quản trị trở lên sân khấu. Trân trọng kính mời chị Phó Chủ tịch Hồng Vân, anh Phó Chủ tịch Cần Nguyễn cùng toàn thể ekip trong ban quản trị trở lên sân khấu để chúng ta chính thức bước vào giờ khai mạc sinh nhật câu lạc bộ lần thứ 2. Một chút xíu mới có đầy đủ cho chúng em được diễn nhá. Em xin giới thiệu thật kỹ hơn một chút xíu tới toàn thể quý vị. Trong câu lạc bộ Ngắn Yêu Thương của chúng em có Chủ tịch Vi Hà, Phó Chủ tịch Hồng Vân, Phó Chủ tịch Cần Nguyễn, Cố vấn Quản trị viên Xuân Chu, Quản trị viên Văn Hùng, Quản trị viên Mai Nguyễn, Quản trị viên Văn Sơn, Quản trị viên Mão Vương, Quản trị viên Nguyễn Xuân, Quản trị viên Lê Hạnh, Quản trị viên Hồng Thịnh, Quản trị viên Nguyễn Quế, Quản trị viên Nguyễn Lan, Quản trị viên Bá Tính, Quản trị viên Đức Dũng, Quản trị viên Tài Anh, Quản trị viên Bình Nguyễn, Quản trị viên Công Phương, Quản trị viên Phương Phương. Ngày hôm nay 19 gương mặt xuất sắc đã có mặt tại nhà hàng cà phê trong buổi sáng ngày hôm nay để chúng ta chào đón ngày sinh nhật câu lạc bộ lần thứ 2 được thành công như ý, và không thể thiếu được sự góp mặt đông đủ của quý vị anh chị, các bạn, các em từ mọi miền đã dành tặng cho chúng em những tình cảm yêu thương tuyệt vời trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin một tràng tay thật lớn ạ. Dạ vâng, em xin cảm ơn rất là nhiều và vẫn còn tắc đường chưa đến được ạ. Bây giờ là chúng em còn bên cái đội bánh này này, còn ba cây mũ. Bây giờ đang tắc đường bởi vì mưa quá, cứ alo alo tắc đường quá trơn, chưa có đi được. Em xin âm thanh cho em một bản remix thật lớn lên ạ, nối vòng tay lớn để chờ đợi ba cây mũ nhà chúng em trở về để chúng em chính thức bước vào giờ khai tiệc ạ. Cho em bản remix nối vòng tay lớn, em mời tất cả anh chị chúng ta lên sân khấu để nối vòng tay lớn đi ạ.